Thưa quý vị và các bạn, Lâm Đồng có diện tích đất ở và đất nông nghiệp khá lớn. Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cùng với Phòng Tài nguyên và Môi trường các địa phương đã tập trung thực hiện tốt công tác đo đạc, chỉnh lý, thẩm định hồ sơ, tham mưu xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trong tỉnh. Qua đó, không chỉ tạo điều kiện cho nhân dân yên tâm sử dụng diện tích đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất, mà còn có thể thế chấp vay vốn ngân hàng và thực hiện một số giao dịch khác. Gia đình chị Trần Thị Lê Quyên có 55 m² đất ở tại đường Tô Vĩnh Diện, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Sau khi được hướng dẫn của cán bộ địa chính, chị đã làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Chỉ sau một thời gian ngắn, chị đã được Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở. Trong quá trình đi làm giấy tờ thì tôi thấy là họ làm cũng rất là nhanh chóng và gọn gàng. Bây giờ có sổ rồi thì tôi cảm thấy rất là thoải mái và rất là yên tâm. Có sổ để giao dịch, rồi có sổ để còn vay vốn làm ăn. Thực hiện chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo tăng cường các giải pháp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tính đến nay, ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình và cá nhân trên 526.658 giấy chứng nhận với diện tích 883.334 ha, đạt tỷ lệ trên 95%. Trong đó, các địa phương đã cấp 7.170 giấy trên 2.500 ha đất nông nghiệp và đất ở nông thôn. Song song với công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, một trong những giải pháp được ngành Tài nguyên Môi trường của tỉnh và các địa phương chú trọng thực hiện trong quá trình thẩm định hồ sơ, đó là nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần phục vụ của đội ngũ làm công tác đo đạc, trực tiếp xúc với nhân dân cũng như các bộ phận liên quan khác. Nhờ vậy, hầu hết các hồ sơ đăng ký xét cấp đầy đủ thủ tục theo quy định của nhà nước đều được giải quyết đúng hạn và đảm bảo tính chính xác. Có cái quyền sử dụng đất mà được sự quan tâm của nhà nước và đã làm cho đến cho tay người dân thì đương nhiên người dân rất là phấn khởi. Chính thức là mình được công nhận, nhà nước đã công nhận và quyền sử dụng đất cho mỗi người dân. Để công tác quản lý đất đai nói chung, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói riêng đạt kết quả cao, từ năm 2009, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng và Phòng Tài nguyên Môi trường các huyện cũng như các thành phố đã xây dựng chương trình quản lý đất đai nhằm quản lý cơ sở dữ liệu và quy trình giải quyết hồ sơ đảm bảo tính chính xác. Đây là chương trình quản lý đất đai đầu tiên ở Lâm Đồng do cơ quan quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên môi trường thiết lập. Năm 2014 mà đặc biệt là từ 1 tháng 7 năm 2014 thì luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành. Chính phủ với Bộ Tài nguyên Môi trường thì ban hành hàng loạt các cái nghị định và các cái thông tư hướng dẫn. Trong đó là về phía ngành dọc thì Bộ cũng đã có những cái văn bản chỉ đạo cho các cái sở tài nguyên, trong đó có Sở Tài nguyên Môi trường Lâm Đồng. Trên cơ sở đó thì năm 2015 chúng tôi dự kiến tập trung một số cái nhiệm vụ. Một là về cái tuyên truyền luật đất đai năm 2013 và có hiệu lực từ 1 tháng 7 2014. Cái thứ hai là chúng tôi triển khai công tác cấp giấy chứng nhận sao cho những năm tới đây là chúng ta hoàn thành cơ bản cái việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Cái thứ ba là chúng tôi ứng dụng cái công nghệ thông tin mà đặc biệt là thực hiện thành công cái dự án hoàn thiện hồ sơ địa chính để mà xây dựng cái cơ sở dữ liệu giúp cho ngành Tài nguyên Môi trường thực hiện cái nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương. Đối với công tác tuyên truyền thì chúng tôi có nhiều cái hình thức. Một là chúng tôi phối hợp với các địa phương mở các cái hội nghị tuyên truyền những cái điểm mới của luật đất đai năm 2013. Cái thứ hai chúng tôi dự kiến là sẽ in một số các cái tờ rơi và tóm tắt một số các cái nội dung của luật đất đai mới. Cái thứ ba là chúng tôi tuyên truyền cùng với đài phát thanh truyền hình, tuyên truyền sóng phát thanh và tuyên truyền trên hệ thống báo chí của địa phương. Đất đai, nhà ở là tài sản gắn liền với cuộc sống sinh hoạt của nhân dân. Có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu hợp pháp, không những chỉ giúp người dân yên tâm sử dụng diện tích đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, mà còn có thể thế chấp vay vốn ngân hàng và thực hiện một số giao dịch khác. Sự hỗ trợ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tỉnh Lâm Đồng không nằm ngoài mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân ở địa phương.